Thưa quý vị, thưa các bạn, năng lượng bền vững là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác phát triển của EU tại Việt Nam trong giai đoạn 2014-2020. Với khoản viện trợ không hoàn lại đến nay là khoảng 346 triệu euro trên tổng số 400 triệu euro ngân sách tài trợ của EU, đã góp phần giúp Việt Nam nâng cao năng lực quản lý, góp phần xây dựng một ngành năng lượng phát triển bền vững hơn. Bộ Công Thương cho biết, hợp phần hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng EU Việt Nam do Liên minh châu Âu và Bộ Phát triển và Hợp tác Kinh tế Cộng hòa Liên bang Đức BMZ đồng tài trợ trong khuôn khổ dự án năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng giai đoạn 2 sẽ được triển khai dưới sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương. Tại buổi lễ ra mắt giai đoạn 2 của chương trình, Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác Quốc tế và Phát triển thuộc Ủy ban châu Âu khẳng định là một trong những quốc gia chịu tác động lớn nhất từ biến đổi khí hậu, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức năng lượng đáng kể để duy trì phát triển kinh tế xã hội. Các hỗ trợ của EU không thể trực tiếp khắc phục những thách thức này. EU cùng với các đối tác phát triển khác có thể ảnh hưởng lên các chính sách và giải pháp nhằm góp phần đem đến một ngành năng lượng sạch hơn và bền vững hơn. Chương trình trị giá 108 triệu euro giai đoạn này của chúng tôi sẽ không chỉ giúp chính phủ Việt Nam đạt những mục tiêu đề ra trong chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2014-2020 nhằm cung cấp nguồn điện đáng tin cậy và bền vững cho 1.200.000 hộ dân trong vùng nông thôn, mà còn giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nhằm tạo điều kiện cho sự chuyển đổi hướng tới phát triển một ngành năng lượng bền vững hơn ở Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, trong những năm qua, ngành năng lượng Việt Nam đã có sự phát triển rất nhanh và bền vững, là yếu tố vô cùng quan trọng để Việt Nam duy trì tăng trưởng kinh tế xã hội ở tốc độ cao. Chính phủ Việt Nam cam kết phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm cung cấp điện cho cả nước, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, nơi có 2% các hộ gia đình nông thôn vẫn chưa được tiếp cận điện. Trong bối cảnh này, Việt Nam hoan nghênh sự trợ giúp của Liên minh châu Âu trong việc phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam thông qua chương trình định hướng hỗ trợ đa biên cho Việt Nam trong giai đoạn 2014-2020. Đặc biệt là Hiệp định Tài chính chương trình hỗ trợ chính sách năng lượng nhằm tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn ở Việt Nam đã được ký kết. Với những sự hỗ trợ cụ thể, cả về trong các cái hợp phần mang tính TA, tức là các cái dự án hỗ trợ kỹ thuật và các cái ngân khoản về viện trợ không hoàn lại, cũng như là những cái nguồn lực tài chính khác, thì 23 cái hợp phần là các cái tiểu dự án về cung cấp điện ở các khu vực nông thôn thì có thể nói là sẽ được triển khai đảm bảo đúng được cái tiến độ. Và để đạt được cái mục đích yêu cầu của chính phủ là đến năm 2020 sẽ đảm bảo là giải quyết được cấp điện cho hầu hết tất cả các cái thôn bản mà hiện nay chưa có điện lưới quốc gia. Những khó khăn, thách thức trong chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam đó là hạn chế về nguồn ngân sách và nhân lực, khó tiếp cận những khoản vay tín dụng ưu đãi cho các dự án tiết kiệm năng lượng, cũng như nhận thức về tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp nói chung vẫn còn hạn chế và chưa được ưu tiên trong mục tiêu hoạt động. Do đó, chương trình hỗ trợ phát triển năng lượng bền vững của EU sẽ góp phần giúp Việt Nam cải thiện hiệu quả sản xuất và tiêu thụ năng lượng, gia tăng được năng lượng sạch trên tổng năng lượng sản xuất. Từ đó, doanh nghiệp và người dân được tiếp cận với nguồn năng lượng và các dịch vụ về năng lượng một cách tin cậy và bền vững. Chương trình của EU sẽ được định hướng theo các nguyên tắc chung trong chính sách phát triển EU, bao gồm: một là việc thiết lập một mối quan hệ đối tác thực sự giữa EU và Việt Nam; hai là quyền sở hữu được coi là một điều kiện cần thiết cho tất cả các hoạt động. Do đó, sẽ tìm hiểu kỹ về khả năng sử dụng các thủ tục nhà nước để triển khai chương trình. Với chương trình hỗ trợ phát triển năng lượng bền vững của EU sẽ góp phần giúp Việt Nam cải thiện hiệu quả sản xuất và tiêu thụ năng lượng, gia tăng được năng lượng sạch trên tổng năng lượng sản xuất cũng như nâng cao ý thức về tiết kiệm năng lượng.